Rồi, ok chào các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành làm một con diều giấy tại nhà các bạn. Thì do tình hình dịch bệnh mình không đi đâu được nên mình phải làm diều giấy cho bé Khang chơi ha. Thì trước tiên mình sẽ dùng những tăng giấy trắng bỏ như thế này ha. Mình sẽ gấp đôi tăng giấy lại. Đó, nó như có một cái hình vuông như thế này các bạn. Đó, sau đó mình sẽ tiến hành cắt bỏ cái phần dư thừa đi. Đó, cái phần dư thừa này á, mình sẽ cắt ra những mảnh giấy nhỏ để một hồi mình sẽ làm những giấy dán con diều của mình cho các bạn. Đó, mình sẽ cắt thành miếng nhỏ như thế này. Ok, thì như vậy mình đã có thân của một con diều ha. Thì để cố định thân con diều thì mình cần phải có những cái nan tre nha các bạn. Đây mình sẽ tiến hành chặt đi những cái nan tre. Đây mình sẽ chọn ra hai nan tre nhỏ nha. Đó. Một nan thành công và một nan thẳng đứng nha các bạn. Thì sau khi có những nan tre mình sẽ đo kích thước này nha các bạn. Đó. Thước một nan thẳng đứng và một cái nan thành công như thế này. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ dùng cơm nguội để dán những cái nan này lại nha các bạn, cho cái thân diều được cứng cáp hơn. Mình sẽ dán cố định hai cái đầu nan thẳng đứng trước. Rồi, cái đường cong thì mình sẽ dùng hộp dán cho phần giữa trước hay cho nó cố định trước. Rồi, hai bên thì mình sẽ dán bọc hai cái đầu giấy nó như thế này. Rồi, sau đó mình sẽ kéo cong nó lại rồi mình sẽ dán phần giấy còn lại lên. Các bạn để cho nó khô một chút rồi bắt đầu mình dán miếng giấy còn lại. Miếng giấy còn lại mình cũng làm như vậy. Đây. Đây mình sẽ cố định cái phần giữa luôn nha các bạn. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ tiến hành dùng những cái thang giấy còn lại mình sẽ làm những cái đuôi của diều nha các bạn và những cái tai của diều. Đây mình sẽ cắt ra những miếng nhỏ như thế này. Đó, sau đó mình sẽ dán chúng lại với nhau nha. Đây sau khi dán xong cái đuôi thì mình sẽ bắt đầu dán vô cái đuôi nó. Các bạn nhớ là cho hai cánh hai cái đuôi nó hai phần bằng nhau nha các bạn. Rồi, sau cái đó mình sẽ dùng một miếng giấy còn lại mình sẽ cắt hai miếng giấy thành tam giác như thế này để cho trang trí cho cái đuôi nó được đẹp hơn nha các bạn. Rồi như vậy mình đã có một cái thân con diều và một cái đuôi ha. Giờ mình sẽ tiến hành làm tay của diều nha các bạn. Mình sẽ cắt hai miếng giấy nhỏ và mình dán hai bên trai nó. Sẽ dán cố định lại hai miếng giấy ở trên đầu để cho hai cái đường cong này nó được cố định hơn các bạn và tránh và cứng cáp hơn. Rồi, sau khi dán xong thì mình sẽ để con diều nó khô một chút nha các bạn thì mình sẽ tiến hành cuộn dây nữa nha. Đây mình sẽ cắt một khúc dây nhỏ. Đó, mình cuộn hai đầu nó nha. Mình sẽ dùng một cái trăm tre hoặc là một cái đoạn dừa các bạn xiên nó ra rồi mình sẽ cuộn một đầu ở bên trên nha các bạn, còn một đầu ở mình cuộn ở bên dưới thân của nó như thế này. Ok các bạn, thì sau khi cuộn xong mình sẽ cuộn cố định ở chính giữa nó nha, khoảng chính giữa nó nha các bạn. Đây mình sẽ cuộn ở khoảng chính giữa để cho dừa nó căng ha. Đó, như vậy là mình đã hoàn thành ha. Giờ mình chỉ có việc là đem đi thả dừa thôi. Rồi mình bắt đầu đi ra ngoài đồng thả dừa nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình đi ra thả dừa nha các bạn. Đây là con dừa mình mới làm ha. Đây là cuộc chơi ha. Con dừa này mình làm cho bé Khang chơi nha các bạn. Giờ mình sẽ ra ngoài đây, mình ngoài đây có chỗ trống mình thả. Đây các bạn, đây là con dừa của bé Nhi ha. Bé đã tự làm nha. Còn con dừa kia là của Thành Nhi. Đó, con dừa bằng ni lông chứ có giấy nha. Còn đây là con dừa của mình làm cho bé Khang chơi. Mình sẽ bắt đầu ra đây mình thả. Đồng lúa đang ở giai đoạn cuối nè. Ở đây có gió. Trời chuẩn bị chuyển mưa. Thả thử ai đi lên không? Đây các bạn. Đây ha. Đây con diều của mình nó đuôi nó rất dài nha các bạn. Nè Khang, lại lấy diều chơi nè Khang. Cái diều có hai bé nha. Đứng đây ba em lại. À, Thanh Nhi bao nhiêu lại kia đi. Đây con diều bằng ni lông nó cũng lên dữ lắm nè các bạn. Còn đây là diều của bé Nhi. Cất nước, ê cất nước, cất nước rồi. Đây là con diều của mình. Con diều giấy nha. Nè. Nó nặng không? Ồ,
Cái dòng qua kia đi, dòng qua kia đi thanh niên. Giật giật lên cho gió lên. Lại cầm dưới đấy. Đó, nhiều quá, phải cao rồi các bạn ơi. Đây là nhiều cô bé gì ở dưới thấp này. Thấp chuẩn đây. Quá trời gió luôn rồi, quá trời gió luôn rồi. Ơi, nó coi chừng nó băng. Lên rồi, lên rồi. Nè, cầm đi. Rồi, một con nhiều đó cái hất. Cầm lấy. Con cầm đi. Đó. Rồi qua cho chai ba cái này. Cầm nha, buông lại gớt đó nha. Đây các bạn quá xa luôn nha. Của con bị tách bành qua lá hẹ hả? Ướt rồi hả? Ủa gì chị hai sao bay dưới thấp không vậy? Đây các bạn có bài lúc trên cao còn nhiều ngày dưới nước phía thấp. Cho nó đi. Thôi dậy được rồi, dậy được rồi. Cầm đi, mẹ cầm đi. Quá tà cao luôn, lại nó đang lên, nó lên lúc trên luôn rồi. Đây vừa có bé Nhi ở dưới đây nha. Đây đó, vừa có bé Khang ở đây. Hai con một trai một chân rồi. Ê, có chân băng nha. Khang cầm coi chân băng Nhi luôn nha. Đó. Rồi, chắc mình cũng xin phép dừng video đây ha. Hẹn cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video nha. Bye bye các bạn đi nè. Rồi, chào cả nhà nha.